còn gì để nói không? Em không ạ. Mọi trách nhiệm em xin chịu hết ạ. Cậu tưởng cậu nhận trách nhiệm mà xong ạ? Cậu có biết là vì cậu công ty mất hết cả mặt mũi, tổn thất biết bao nhiêu tiền không? Dạ em biết ạ. Thôi, tôi đến đây không phải để nghe các cậu giải thích và trình bày. Vâng, vậy cháu xin lỗi. Thế bây giờ chú muốn thế nào ạ? Thứ nhất, tôi yêu cầu các cậu giải thích cho tôi tại sao bê tông nhà tôi đổ đến 2 ngày vẫn chưa khô. Hơn nữa nhé, tôi đã hỏi tất cả các thợ trong làng rồi, sắt thép đều là cái loại 2, không phải loại 1 như các cậu cam kết. Và hơn nữa là cả cái vấn đề mà như trong bản vẽ là vẫn không chuẩn đâu. Các cậu không giải thích được vấn đề này, tôi sẽ kiện ra tòa. Đừng có đùa. Dạ, xin chú bình tĩnh. Đấy là sự cố ngoài ý muốn. Cháu nhất định sẽ khắc phục. Thế cậu định khắc phục thế nào? Cậu nói tôi nghe xem nào. Dạ, bọn cháu sẽ tháo dỡ tầng 3 và làm theo đúng quy chuẩn thiết kế cho chú. Thế thì lỡ mất bố ngày lành thăng tốt của tôi rồi còn đâu. Lại còn cả vật liệu cũ nữa chứ. Bên cháu sẽ đền bù cho chú. Chú cứ yên tâm. Lúc đến đấy, nhìn mặt nó là tôi đã thấy nó không uy tín rồi. Cậu Long đây thì tuy tính cả trớn, nhưng mà trong công việc cậu rất là trách nhiệm. Và sự việc lần này xảy ra chắc chắn là có nguyên nhân. Chú cho cháu thời gian để cháu sẽ điều tra vụ việc và đền bù cho chú xứng đáng. Đền bù á? Thằng này đầy tiền, không cần đền bù nhé. Các cậu làm lỡ ngày lành tháng tốt của tôi, làm tôi rất bực mình. Tôi sẽ kiện đến cùng. Thôi kìa, chú Nam. Cậu phá công ty tôi thế đủ chưa? Em... những gì cần nói, em đã nói hết rồi. Cậu cút về phòng, viết đơn nghỉ việc cho tôi. Dạ, thưa giám đốc ạ. Em đã góp ý rất nhiều lần về thái độ làm việc của trưởng phòng thi công. Giờ thì anh đã thấy hậu quả rồi chứ ạ? Bố em đã rất tin tưởng ở công ty của mình. Vậy mà... anh xin lỗi, anh và công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chúng ta làm đồng nghiệp với nhau nhiều năm, lại chơi thân với nhau như vậy, chẳng lẽ anh cứ thế mà im lặng ra đi sao? Anh gây ra tội lớn như vậy, lại không một lời giải thích thỏa đáng. Chẳng lẽ anh nghĩ giám đốc làm như vậy là sai à? Bọn em cần một lời giải thích. Do anh cờ bạc, thiếu nợ của người ta, nên đành phải bớt vật liệu để trả nợ. Anh chẳng có gì để giải thích cả. Anh nói như vậy mà nghe được à? Anh ngoài cái tật hám gái ra, từ trước đến nay anh làm gì đã nợ nần gì ai? Chú tin hay không thì tùy. Nhưng anh nói thật nhé, ai rồi cũng phải thay đổi thôi. Đừng mãi ngây thơ như thế. Anh đi đây. Ok. Không ra ngoài làm nhiệm vụ đi, đứng đây làm gì? Cái đoạn gay cấn như này, không xem thì xem cái gì? Lão Long á, phe này á, hết đường ở công ty. Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau, chả lẽ anh không có chút tình cảm nào à? Anh làm đồng nghiệp với ông đấy được 2 tuần, mà bị ông đấy hành hơn 1 tuần. Tình với chẳng cảm cái gì. Anh Long, chẳng lẽ anh không thể nói một lần với mọi người sao? Em không tin anh là người như vậy đâu. Linh đây à? Anh cảm ơn em nhé. Em ở lại công tác tốt. Anh là đàn ông, dám làm thì dám chịu. Thôi, anh đi đây. Thì anh Long. Anh Long. Ừ.
Anh nghỉ việc ở công ty thật à? Ui, chia buồn với anh nhá. À, anh Long. Còn chuyện gì nữa? Anh cho em xin 20, hôm trước em mua cà phê giúp anh. anh tay anh bận bê đồ, chú thò tay vào túi lấy hộ anh nhá. À vâng. Đây, em giả lại. À, thôi em trừ nó 30, hôm trước mua bao thuốc anh nhá. Rõ là khổ. Cô nói thật hả? Anh Long thực sự bị đuổi việc? Chuyện lớn như vậy sao dám đùa chứ? Chị Liên, cổ chị làm sao mà lắm hết lên thế kia? Không, chẳng qua tôi bất cẩn bị ngã, không phải bị đánh đâu. À, thì ra là vậy à? À, mà cô chắc chắn anh Long bị đuổi việc rồi hả? Làm tổn thất của công ty nhiều như vậy, nếu không vì ông ấy lập được nhiều công lao cho công ty á, thì khéo truy tố hình sự rồi, không có đùa được đâu. Cái gì? Truy tố hình sự cô á? Bình thường tôi thấy cô ghét ông Long lắm cơ mà, sao hôm nay nghe tin ông ấy đuổi việc, mặt cô thất thần rồi thế? Thì bình thường là vậy, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, cũng là đồng nghiệp nhiều năm, đâu thể xem như không có chuyện gì được. Đấy, anh tự xem lại tư cách sống của mình đi. Thôi, mình đi vào làm việc đi chị. Từ bây giờ á, không nói chuyện với anh Tài nữa, cái đồ vô tình vô nghĩa. Vậy là thế nào nhỉ? Mình phải làm gì mới được gọi là có tình có nghĩa nhỉ? Thế người yêu cô có biết cô ra đây không? Anh ấy trốn mất tăm rồi. Chia buồn với cô nhé. Tôi cứ nghĩ anh sẽ đi tố cáo tôi cơ đấy. Chẳng lẽ trong mắt mấy cô tôi là người tệ như thế à? Nhưng mà cách ứng xử của anh rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Mà tôi nói thật nhé, tính rồi á thì không quan trọng người ta nói gì về mình. Thế thôi. Tôi sẽ đi nói chuyện với giám đốc. Được, nếu cô muốn ngồi tù thì cô cứ tự nhiên. Mà cô trả hết nợ chưa? Sao anh biết chuyện này? Cái con danh con này, làm ăn như này chết mình rồi. Vụ này không thể bỏ qua được. Con này nó đi đâu mà vội vàng thế nhở? Mày liệu cái thử hồn nữa nhá. Này cậu kia. Gì đấy? Cậu cho tôi hỏi chút là cậu và cô gái vừa rồi quan hệ như thế nào? Đứa nào? Thì là cô Liên đấy. Thằng người yêu nó vay tiền tôi. Có nhiều không vậy? Có mấy trăm triệu thôi. Nếu mà không trả được á thì to chuyện đấy. Thế cậu định làm gì? Nhẹ thì vay đứng lên mặt mà lặng nhá. Úi dồi. Nhìn có vẻ ông anh quan tâm nó phết nhờ. Thế có tiền trả lời nó đi. Chuyện này... Tại tôi ngu dại nên mới ra cơ sự như thế này. Thôi, cô nín đi. Từ sau đừng vướng vào mấy cái chuyện như thế này nữa. Tôi đi về đây. Anh Long, nghỉ việc rồi anh sẽ đi làm gì? Về quê chứ làm gì. Đấy nhá. Cô Liên, cô là người cung cấp vật tư, cô giải thích như thế nào đây? Vật tư em chuyển xuống anh Long, đã kiểm tra rồi mới cho thi công. Chuyện này em biết làm sao được ạ? Cô đừng có mà nói láo. Anh Long là người dày dặn kinh nghiệm, trước giờ chưa bao giờ xảy ra cái lỗi lầm gì cả. Vật tư tốt hay xấu á, có lẽ nào anh ấy không nắm bắt được. Trong chuyện này chắc chắn là có nguyên nhân gì đấy. Cô khai mau lên. Anh cũng vừa nói đấy thôi, anh Long là người có nhiều kinh nghiệm,
anh ấy còn không biết xảy ra vấn đề gì thì làm sao mà tôi biết được. Chị Liên, nếu chứ không nhận lỗi, anh Long sẽ phải bồi thường cho công ty một số tiền không nhỏ đâu ạ. Nhưng tôi có làm gì sai đâu. Chị Liên, tôi mời chị đứng dậy cho tôi. Sao cơ ạ? Tôi bảo chị đứng dậy. Cô Liên, cô có biết dám làm mà không dám nhận đáng khinh thế nào không? Cô nói gì tôi không hiểu. Tôi nghe nói, dạo gần đây người yêu cô vay nợ dân xã hội rất nhiều. Dạ, chuyện này thì liên quan gì ở đây ạ? Cô đừng có giả vờ nữa. Tôi đã cho người thu thập và điều tra đầy đủ chứng cứ ở đây rồi. Tôi còn nghe nói, cô giúp anh ta vay một khoản tiền khá lớn của dân xã hội. Vài ngày trước còn bị họ đón đường hăm dọa. Vậy mà mấy ngày đã giải quyết xong. Cô cũng tỏ thật. Chuyện này là có người giúp em ạ. Có phải là người bán hàng của công ty vật liệu xây dựng SV không? Sao chị biết? Dạ, anh nghĩ thế nào ạ? Có chuyện này thật sao? Chuyện này... Nói! Dạ, vâng ạ. Tôi xin lỗi mọi người. Tất cả đều là do lỗi ở tôi. Chẳng qua anh Long thấy tôi tội nghiệp nên mới nhận tội thay. Tôi nhẹ ra tôi nên nói chuyện này sớm hơn, nhưng mà tôi sợ bị ngồi tù nên là tôi... Cô thật quá đáng. Chỉ vì chút chuyện riêng mà cô không màng đến tính mạng và trách nhiệm của những người ở công trình đó à? Em không nghĩ chị ấy là người như vậy đâu. Điều thật đấy. Tôi xin lỗi. Chuyện tây đình như thế mà chỉ một lời xin lỗi là xong sao? Thôi được rồi, cô Liên, cô về viết bản tường trình và nộp lại cho tôi. Tôi sẽ họp ban lãnh đạo và đưa ra quyết định cuối cùng. Còn Thanh? Dạ. Em có làm gì đâu sếp. Ngày mai cô gọi cậu Long lên công ty cho tôi. Dạ, em nghe nói anh Long không ở thành phố nữa ạ. Thế có ai biết cậu Long ở đâu không? Dạ, em biết ạ. Trốn kỹ thế, em tìm anh mãi. Em về đây làm gì? Hay, thế đồng nghiệp về thăm nhau không được à? Anh về công ty đi, mọi người nhớ anh lắm đấy. Anh muốn ở đây một thời gian làm việc với công ty, anh cũng gây ra nhiều lỗi lầm quá, nên là... Hay, lỗi lầm gì nữa? Mọi chuyện công ty đã giải quyết hết rồi. Bây giờ anh phải lên để còn khắc phục cho nhà của anh nữa chứ. Nói thật với em, anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm thì đền bù hết vào đấy rồi. Còn đâu mọi chuyện anh nhờ mọi người. Thật ra em muốn anh trở lại công ty là vì... Vì... Vì gì? Vì em muốn nói cho anh một chuyện ạ. Thật à? Dạ vâng ạ. Em có thể nói cho anh biết đấy là điều gì không? Em sẽ nói cho anh biết khi nào anh quay trở lại công ty nhá. Hóa ra vụ điều tra bà Liên là anh à? Chứ còn ai nữa. Tất cả là nhờ sự sắp xếp của sếp Duyên đấy. Cậu theo dõi hành vi của cô Liên giúp tôi. Em phải trông công ty đi nào được ạ? Cứ đi đi, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giám đốc nhớ ấy. Dạ vâng. Anh Long, anh mà báo cáo lên chị Ngọc Anh thì tôi xong đời là cái chắc. Mong anh hiểu cho. Vẫn biết là như thế, nhưng đây là nhà bố của Ngọc Anh nên tôi sợ... Tối nay mà không có tiền ấy thì chúng ta chia tay, thế thôi. Này, cậu ta là người yêu cô đấy ạ? Vâng. Trông cô như thế này, sao đi quan hệ với cái loại người như thế?
mà em cứ tưởng anh là người bạc tình bạc nghĩa đấy. Em chả biết gì, anh phải tỏ ra lạnh lùng thế mới đòi được làm chục chứ. Thế cơ á? Ừ. Rảnh quá nhỉ? Tôi chào giám đốc. Tập trung vào công việc đi. Hậu quả của việc thiếu trách nhiệm như thế nào thì mọi người biết rồi đấy. Vâng ạ. Chả ra cái gì cả. Cô Liên, có chuyện gì vậy? Cảm ơn cô vì đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Tôi mới là người phải cảm ơn chị mới đúng. Tại sao? Cũng may bố của chị đã rút lại đơn kiện và chấp nhận bồi thường. Nếu không, công ty cũng khó mà lấy lại được uy tín. Bố tôi dễ tính mà. Nhưng mà cũng qua chuyện này, tôi cũng hiểu được cô nhiều hơn đấy. Chị hiểu gì về tôi nào? Thì bề ngoài cứng nhắc, nhưng bên trong lại suy nghĩ rất thấu đáo đấy. Nhưng lại thiếu một vẻ đẹp như chị. Cô nói thật đấy chứ? Từ mai, chị dạy em cách trang điểm nhá. Ok, thôi, mình vào làm thôi. Lại định phá công ty rồi à? Mày đừng có trêu tao, không tao đấm như mày trận. Sếp, em xin lỗi sếp. Ây da, đợt này thay đổi quá nhỉ. Em phải thay đổi chứ. Tốt, bỏ luôn cả tật tham gái ấy nhá. Mà sếp, sao em không thấy cô Liên đâu ấy nhỉ? Cô ta không bị truy cứu trách nhiệm hình sự là may rồi. Cậu quan tâm làm cái gì? Mà động lực nào lại khiến cậu đi làm trở lại thế? Thư ký Linh đúng không? Chứ còn ai nữa. Mà sếp cho em hỏi, hôm nay cô Linh có đi làm không ạ? Có. Ê, vui quá. Mà không biết cô ấy bảo là có chuyện quan trọng muốn nói với em. Anh có biết là chuyện gì không nhỉ? Chuyện đám cưới chứ gì? Đám cưới ạ? Ừ. Linh cưới ai ạ? Cưới cậu Ken chứ ai? Sao cô ấy lừa em nhỉ? Cô ấy về quê từng người một để mời, không bỏ sót một ai. Trong đó có cậu ấy. Thôi, đi vào đi cửa mưa. Linh ơi là Linh ơi. Thế này anh mất em thật rồi.